ending tonight. We have a fashion show for everybody from our lovely GMU VSA group. Please give them a round of applause for GMU VSA.
mời một lần nữa các em đứng ngay tại chỗ. Đây là hai thế hệ. Và sau khi các cô áo vàng đứng chung thì một lần nữa kính mời quý speaker, we would like to ask all the guest speaker, please stand up and join them for the group picture. Some of them will bring back from the Vietnam during the Vietnam War.